Xin chào Thanh Hồng. Thanh Hồng có thể giới thiệu đôi chút về bản thân cho tất cả các bạn ở đây được nghe được không? Dạ vâng. Xin chào các bạn. Thì mình là Thanh Hồng. Mình sinh năm 91. Hiện tại thì mình đang làm cho một công ty Hàn Quốc ở Bắc Ninh. Trước đây thì mình có cái background là học ở trường Học viện Tài chính. Sau khi ra trường thì mình có làm kế toán nhưng mà không có, chỉ là kế toán thông thường thôi. Rồi mình làm ở một trung tâm tiếng Anh. Làm khoảng 3 năm thì mình đổi lại muốn quay lại nghề kế toán. Và thì lúc này thì ở khu nghiệp có rất là nhiều công ty nhưng mà nếu như mà chỉ có background kế toán không thôi thì sẽ hơi khó cạnh tranh, bởi vì cái công ty trước của mình lại là làm ở trung tâm tiếng Anh, tức là cái công việc trước của mình á nó lại không liên quan gì đến kế toán cả. Nên là khi mà nếu mà chỉ thế thôi thì nó lại hơi khó cạnh tranh với các bạn mà có kinh nghiệm nhiều năm trong nghề kế toán. Trong đấy thì được bên các bạn eJoy thì có tư vấn cho mình về cái khóa học kế toán tài chính ở trên Coursera ấy. Thì mình cũng có học ở trên đó, có đăng ký học. Rồi mình cũng apply vào các công ty của Hàn Quốc và những công ty mà họ yêu cầu có tiếng Anh. Thì nó khá là thuận lợi theo như mình đánh giá, bởi vì đợt đấy mình phỏng vấn rất là nhiều. Những công ty mà họ yêu cầu tiếng Anh thì mình thường có lợi thế hơn, ít sự cạnh tranh hơn. Còn những công ty mà ví dụ như họ chỉ yêu cầu kinh nghiệm kế toán không thôi ấy, thì sẽ cạnh tranh hơn nhiều. Và mức lương của các công ty nước ngoài họ offer khá là tốt. Vâng. Cảm ơn cái câu chuyện mà Hồng vừa chia sẻ. Thế thì Hồng có thể chia sẻ với các bạn là thế tại sao lúc đầu ra trường ấy mà Hồng lại không đi theo cái nghề kế toán đấy của mình? Có phải là vì cái thu nhập nó không được như mình mong muốn không? Và đúng lúc rồi, đấy cái việc thu nhập không mong muốn liệu có phải là do tiếng Anh của mình chưa khác biệt không, hay là do cái cơ hội của mình lúc đấy chưa tốt? Và đúng rồi đấy ạ. Khi mới ra trường thì cái kinh nghiệm của mình chưa có. Nên là mức lương dành cho fresher, tức là chưa có kinh nghiệm thì trong nghề khá là thấp, em đánh giá là hơi thấp. Vâng. Nên là mình cũng mình hơi hơi nản một chút. Thế là sau đó thì cuối cùng là em đổi đi sang làm một cái công việc khác là quản lý lớp học ở trung tâm tiếng Anh, đúng không? Đúng và rồi. Thế khi mà quản lý lớp học ở trung tâm tiếng Anh thì điều gì khiến cho Hồng nghĩ là mình phải quay lại để bồi bổ cái kiến thức tiếng Anh của mình tốt hơn, và điều gì khiến cho Hồng lại mạnh dạn là đi tìm một cái khóa học kế toán bằng tiếng Anh mà Đã. lại ở trên như Hồng lúc nãy nói là trên Coursera đúng không? Tại sao Đã, không đúng phải rồi là ạ. học một cái chứng chỉ ở ở ở Việt Nam đi? Khi mà em làm ở trung tâm tiếng Anh ấy thì có một cái rào cản lớn đấy chính là cái giao tiếp của mình không có được tốt, nên là khi mình nói chuyện với giáo viên nước ngoài nhiều lúc mình nói mà họ không hiểu, hoặc là họ nói là mình cũng không hiểu, thế mình không biết cách trả lời làm sao để cho tự nhiên, bởi vì họ nói khá là nhanh, người nước ngoài và người bản ngữ họ nói rất là nhanh. Mình nhiều lúc mình bị giống như kiểu có cái rào cản đó, mình không có hiểu được và người ta nói mình cũng không hiểu, nên là mình nên cảm là thấy khá bức thua xúc thiệt đúng một chút. không? À, Không đúng thể rồi. Thế là từ cái bức xúc đấy là cuối cùng mình phải đi học tiếng Anh để Vâng, thì trước đấy em cũng có học rồi nhưng mà trước đấy em cũng có học từ lâu rồi nhưng mà nó không có hiệu quả trong cái vấn đề giao tiếp. Mình nghe nhiều, thì cứ trên mạng họ dạy là viết chính ghé chép chính tả này, rồi nghe nhiều, đọc nhiều, nói nhiều, viết nhiều. Nhưng mà khi mà mình làm thì đôi khi mình bị nản, bởi vì không có thấy có sự tiến bộ, không có sự tiến bộ mấy. Xong rồi thì ghé chép chính tả nó cũng khá là nản, em thấy thế. Ví dụ như mình cứ nghe rồi stop rồi mình chép ra giấy hoặc là đánh trên Word đó. Xong đấy Thế đi tìm xong cờ. rồi làm sao mà Hồng lại thích học tiếng Anh trở lại được? Thì có Vâng, rất xong nhiều đấy bạn thì đang đặt câu hỏi đấy ở đây đấy. dạ thì bởi vì em nhận thấy là xung quanh em những bạn nào mà giỏi tiếng Anh ý, thì rất là dễ được gọi là promote, được được thăng 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 tiến. Ví dụ như ngay ở trung tâm tiếng Anh đấy thì những bạn nào mà học tốt tiếng Anh thì thường sẽ được được thăng tiến lên những cái cấp senior hoặc là những cấp mà trưởng nhóm leader nhanh hơn là những bạn mà không biết tiếng Anh hoặc là kém tiếng Anh. Thì em rồi những bạn mà làm trong nghề lĩnh vực khác em thấy là các bạn ấy cũng có cái sự nhảy vọt nhất định.
khi mà cái tiếng của bạn ấy khá, rồi những cái tìm việc ở trên mạng về yêu cầu tiếng Anh của họ thì họ cũng có một khoản gọi là trợ cấp tiếng, tức là khi mà mình biết tiếng là mình sẽ được 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 thêm một khoản thu nhập nữa. Họ ghi hẳn như thế luôn. Rồi ạ, đi hẳn như thế luôn, ví dụ như có tiếng Anh, tiếng Trung hoặc là tiếng Hàn đều sẽ được đều được khoản phụ cấp như thế. Đi đi học tiếng Anh để lấy chứng chỉ không? Khi Lúc mà mới ra mà trường, nộp, khi mà mới ra lúc trường mà thì nộp vào em đấy. cũng học, em cũng có học nhưng mà cũng có một cái bằng TOEIC là khoảng hơn 700, nhưng mà nó chỉ là cái bằng thôi. Nghe Nhưng nói lúc đấy mình có vẫn dùng chưa không? được, nghe là có bệnh trổ lắm. Thế nhưng mà đến lúc mà nộp vào vào bên công ty của Hàn Quốc thì sao? Thì em có mang theo một cái bằng tiếng Anh nào đi để nộp không? Dạ, khi mà gần đây nhất á, thì em cũng có kiểm tra lại trên một cái như kiểu của British Council của Hội đồng Anh ấy, thì họ cũng đánh giá ra rồi họ cũng cho mình một cái chứng chỉ, thì em cũng nộp kèm thôi, nhưng mà họ vẫn chủ yếu họ vẫn nhìn vào cái TOEIC, Họ với nhìn lại cái họ tôi đúng cũ. rồi, với lại họ phỏng vấn trực tiếp luôn ấy ạ. Phỏng vấn bằng tiếng Họ Anh phỏng vấn bằng luôn. tiếng Anh, họ phỏng vấn bằng Dạ tiếng đúng rồi, Anh. dạ đúng rồi. Nhưng mà họ có lúc CV thì em có phải viết CV bằng tiếng Anh không hay là em viết Đã CV có bằng ạ, tiếng Việt? đúng rồi, có Viết tiếng CV Anh bằng ạ, tiếng Anh. đúng rồi. Thế mà em chuẩn bị như thế nào cho cái buổi phỏng vấn đấy? Trên eJoy Em có thì phải em thấy là phải... đã có, em có kiểu như mình cũng phải tìm hiểu trước là phỏng vấn họ hỏi cái gì. Ở trên eJoy thì em thấy có cái course, cái khóa khá là hay là phỏng vấn nhá, hỗ trợ phỏng vấn tìm việc á, đấy. Em cứ học theo cái đấy thôi. Và Tức là sau em đấy học các thì cái cấu trúc câu, các cái mẫu hay được dùng trong phỏng vấn. đúng rồi, đúng rồi. Rồi Em sau đấy luyện trả thì lời đi trước ở phỏng vấn thì nhà. cứ bê vào, họ hỏi cũng y chang như vậy luôn đó. Họ cũng hỏi introduce yourself với lại điểm mạnh điểm yếu, rồi họ chỉ hỏi mấy câu đấy thôi họ. Dạ. Tức là những câu hỏi tiếng Anh rất là kinh điển đúng không? Thế Dạ sau đúng đấy rồi. em có gọi là em có duy trì việc học tiếng Anh không? Chị thấy em nói là em có học tiếng Anh ở quên, em có học cái khóa kế toán ở trên trên Coursera đúng không? Thì cái Dạ đúng khóa rồi. em học như thế thì có bạn hỏi rằng là làm gì có thời gian để vừa học tiếng Anh và vừa duy trì chuyên môn. Đấy thì cái việc em học ở trên đấy nó có chiếm nhiều thời gian khiến em không học được tiếng Anh không? Thì ở trên Coursera thì em cũng mỗi ngày học một chút. Nó tích hợp, ví dụ như là hay cái là eJoy có cái tích hợp ở trên thanh trình duyệt đi ạ, đúng không ạ? Thanh phụ Cái đề. vâng đúng rồi đấy, thì là khi mà mình vừa học xong mình cũng lưu luôn cái từ vựng từ mới luôn á, sau đấy thì thỉnh thoảng mình chơi game, đấy là vừa học tiếng Anh mà lại vừa học được chuyên môn. Tức là Đúng em lưu các cái từ chuyên môn kế toán vào và để em học luôn. chính xác. Thế có nghĩa là em nhớ các cái thuật ngữ kế toán bằng tiếng Anh. Liệu đấy có phải lý do tại sao em phải đi học cái khóa kế toán bằng tiếng Anh không? Tại vì là trước đây em chỉ học bằng tiếng Việt đúng không? Dạ chính xác. Hay quá. Thế sau đó bây giờ em có duy trì học tiếng Anh nữa không? Hay là khi mà có được cái công việc đấy và môi trường suốt ngày phải nói chuyện với sếp rồi thì đấy nó coi như là học tiếng Anh với em rồi. Dạ hiện tại thì em vẫn tiếp tục duy trì học tiếng Anh thôi, nhưng mà mình sẽ học tiếng Anh nhất là vẫn hoàn thành cái khóa học kế toán tài chính đấy. Rồi bằng với lại mình vẫn hay em vẫn hay xem phim ạ. Để có thể giao Em tiếp xem trôi chảy phim hơn với gì? sếp. Rồi Thế thì em hay em xem xem, phim gì? em thì em hay xem phim của Marvel như kiểu là Infinity War hoặc là mấy cái phim về siêu anh hùng đấy ạ. Ở đây có bạn là đặt câu hỏi là em cũng học tiếng Anh qua phim. Thế nhưng mà cứ xem đi xem các phim thôi thì nó cũng trôi mất rồi, em không không đọc lại được gì. Không biết là Hồng Hồng có cái bí kíp gì học tiếng Anh qua phim không, hay là em cũng là gọi là xem và xong rồi nó cũng bị trôi đi mất, liệu nó có nhớ giữ lại trong đầu em những cái nội dung của phim không? Dạ, thì khi xem phim thì em thấy ví dụ như mình thấy cụm từ nào hay hay, hoặc là mình thấy cụm từ này nó khá là dễ, nó gần gũi với mình ấy, thì em hay lưu lưu luôn, lưu luôn Có xong nghĩa là thì em có nghĩa là nhưng mà em đang xem thì nó đang một mạch như thế, em có phải xem lại để xếp kỹ và để lưu không, hay là em cứ xem vừa xem em vừa tra hay dạ là vâng đấy, cứ vừa xem vừa lưu thôi, nhưng mà cũng một phim thì cũng chỉ xem độ, tức là mình chỉ lưu được một ít ít rồi ạ, chứ cũng không phải là mình cứ tra từng câu hoặc là mình cứ lưu cả câu ạ.
Tại Nhưng mà vì em em có còn cũng xem khá là lại nhiều phim ấy. không? Em có Dạ, xem lại phim không? Hay em chỉ xem một lần? em có xem lại, mình chỉ xem lại một số đoạn thôi À, tức là em xem một lượt mà cả cảm thấy nội dung hay, sau đó thì em sẽ xem lại cái đoạn mà em thích, đúng không? ạ. Vâng, Thì đúng xong rồi rồi ạ. là chính cái đoạn thích đấy em bắt đầu là lưu các cái từ vựng mà em cảm thấy thích vào, đúng không? À, sau Vâng. đó thì là em lại ôn lại với cái từ vựng đó. Dạ Nhưng đúng rồi. mà em có thể chia sẻ là em thực sự em cảm thấy là cái trình độ của mình nó thay đổi như thế nào khi mà em học với phim không? Vì em lúc nãy em có nói là em học với phim là để cho em giao tiếp nó tự nhiên hơn ấy. Nhưng Đúng rồi. mà chị nghĩ là sẽ rất nhiều bạn ở đây chưa hình dung ra được cái sự tự nhiên đấy nó là nghĩa là như thế nào. Em có một cái ví dụ nào đấy để chia sẻ cho các bạn thế nào gọi là tự nhiên của em không? Dạ vâng, em cảm nhận rõ sự tự nhiên đấy, nhất là khi mà em làm ở trong môi trường tiếng Anh, tức là khi mà em làm ở trung tâm tiếng Anh đấy, thì hàng ngày mình sẽ gặp giáo viên nước ngoài này, mình nói chuyện với họ đấy, thì là cứ ví dụ như là học được cái cụm từ nào mới là sau hôm sau mình có thể thực hành luôn với Ô thế người ta. à? Dạ vâng, như thỉnh Em có dạ. cái ví dụ nào đây để cho các bạn ấy hình dung ra được là trước đấy thì em sẽ nói như thế nào, nhưng mà nhờ về học với phim xong thì em lại thay đổi được cái cụm từ đấy không? Ừ, dạ vâng, ví dụ như là sau một thời gian nghỉ dịch dài gặp giáo viên họ lên trung tâm học, trung tâm dạy chẳng hạn. Nếu như bình thường mà trên lý thuyết thì mình sẽ nói là I didn't see you many thì xong thì Thế bây giờ em nói thế khi mà xem nào? phim thì ví dụ mình chỉ sau đấy thì em sẽ những câu thay thế có thể như là kiểu long time no see, cùng với cái biểu cảm của mình nó biểu cảm hơn. Long time no see đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Một cái cụm từ cũng rất là phổ biến. Đúng, Đúng khi rồi mà ạ. em nói ra thì lúc đầu chị chưa 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 hình dung ra được ngay, nhưng mà em nói ra rồi thì chị cũng nhớ lại. Ok. Câu chuyện của Hồng rất là thú vị, và bây giờ cho chị hỏi nhỏ Hồng là thế trong cái thời gian mà khi mà em làm những cái việc mà em không không chưa đúng với chuyên môn như thế, rồi là thu nhập như vậy, thì em có gọi là lúc đấy em có cái tâm trạng của em nó thế nào, em có bị so sánh với những người khác và em có bị buồn không, hay là em có cảm thấy là những cái nỗ lực của mình nó không thành ra kết quả gì không? Dạ vâng, thì mình cũng có một cái sự so sánh nhất định, như là thu nhập của mình hiện tại nó không ổn định này, rồi khi mà mình chuyển việc ấy, nhất là khi chuyển việc thì mình có ngại cái vấn đề là tuổi tác này, ví dụ như mình cũng nhiều tuổi rồi, khi chuyển việc nó cũng có một cái rào cản nhất định đấy, thì mình cũng bị nhiều áp lực, em thấy khá là áp lực, khi Ok. mà Thế tìm lúc việc đấy em ai. làm sao em vượt qua được cái đấy điều đó? Làm sao em vượt qua được điều đó? Vâng, thì em thì cũng may mắn là được các bạn hướng dẫn vào cái và các bạn ấy hướng dẫn mình ngồi thiền ấy. Em thấy thiền khá là tốt, nhất là giúp mình giải tỏa được cái căng Giúp thẳng. em cân bằng lại, đúng Đúng không? rồi, đúng Giúp rồi, em cân bằng lại. chính xác ạ. Rất hay, xin cảm ơn Hồng rất là nhiều.